quan cảnh đường nội thành sáng lên nắng nóng. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2022. Tại thành phố Huế lúc này thời tiết là đi trên đường khoảng 33-34 độ rồi mọi người. Trời nắng nóng. Dạ. Lúc này em vui đang có mặt tại các tuyến đường của nội thành. Dạ, đưa mọi người đi thăm Huế. Quang cảnh xanh mát, và những tuyến đường bây giờ được làm lại trồng hoa dọc theo hướng của Đại Nội thì có Lê Huân, Đoàn Thị Điểm rất là mát mẻ, xanh tươi, đẹp đẽ. Còn đây chúng ta đang ngang qua khu vực đường Yết Kiêu. Ở đây thì giao nhau với ngã tư Nguyễn Trãi thì có một cái hồ và có một cái nhà hàng Tân Hương Sen nằm giữa hồ, rất là thơ mộng. Du khách hay là mọi người đến đây thì có thể đến đây để thưởng thức các món ăn tại nhà hàng này, rồi vừa được ngắm hồ thư giãn mặt mẹ trong những ngày hè đó mọi người. Lúc này buổi gần trưa thì đường cũng vắng, nắng ấm bắt đầu rây rắc với hơi mộng hơi mơ. Đi hết tuyến đường Yết Kiêu thì sẽ ra cửa Hữu đó mọi người. Những tuyến đường nội thành cây cối cũng nhiều mọi người, cho nên cũng mát mẻ trong những ngày hè đấy. Hy vọng mùa hè này và sắp tới đây lễ hội festival hay là ở Huế cũng bây giờ cũng nhiều nơi để du khách có thể đến tham quan du lịch, thì cũng mong nhiều khách, nhiều lượt khách đến đây để vừa thăm Huế và để cho bà con xứ Huế có cơ hội làm ăn buôn bán dễ dàng hơn và cuộc sống nó cởi mở hơn. Lúc này chúng ta đang ra cổng cửa Hữu. Một bức tường thành với độ dày 18-20 mét, những bức tường thành của thời vua chúa. Rồi ra ngoài thành thì giao nhau với ngã ba đường Lê Dũng. Nếu như đi thẳng thì chúng ta sẽ qua hướng Kim Long và qua Phạm Thế Liên đó mọi người, và hướng đi vào phía trung tâm thành phố. Trời nắng chang chang. Xứ Huế bây giờ bắt đầu mùa nắng kéo dài rồi. Hy vọng mưa thuận gió hòa, vài ngày nắng thì cũng có vài ngày dịu trời hay là có những cơn mưa thì nó mát mẻ hơn. Trong như năm trước thì mọi người thấy nhiệt độ 39-40 độ C kéo dài rất là nóng đối với những người đi làm ăn trên đường, những cái nghề mà đi trên đường, rồi đặc biệt có những hoàn cảnh khổ khó nữa thì nhà cửa nó trệt, nó thấp, nhà cấp 4 thì rất là nóng, mưa nhột,
mưa thì dột mà nặng thì nóng, vất vả cho những cảnh đời như vậy thôi. Còn nói chung lại thì miền Trung xứ Huế là như vậy, thời tiết luôn luôn khắc nghiệt. Đường Huế bây giờ rộng rãi, đâu đâu cũng màu xanh cũng nhiều, với những hàng cây lâu năm có và những cây mới trồng của cây xanh trên những tuyến đường cũng nhiều, để cho vừa bóng mát mà vừa xanh sạch đẹp thành phố nè mọi người. Lúc này chúng ta ngang qua cầu Dạ Viên, song song với cầu Bạch Hổ cũ và dòng sông Hương thì bây giờ cũng đã xanh trong trở lại. Trời nắng thì trên đường rất là vắng luôn, để như khách du lịch đến thì trong giờ này thì có thể nghỉ ngơi ăn uống, rồi đến giờ chiều mới bắt đầu sẽ chiều mới mát mẻ đi vào mới thấy thú vị. Một chiếc cầu rất là rộng rãi, đi trên cầu thì như chúng ta đi trên một cái tuyến đường này, đường lầu á mọi người. Được ngắm quang cảnh sông Hương đôi bờ. Và một ngày mới yên vui, xin chúc tất cả mọi người luôn luôn vui khỏe, để luôn luôn đồng hành cùng yên vui trên những tuyến đường phố Huế hay là những đường quê. Và trong đó có những hành trình thăm bà con khổ khó trên đường nữa. Hy vọng mọi người luôn luôn đồng hành, và mọi đồng góp ý kiến thì mọi người cũng xin mạnh dạn để lại bình luận cho em vui biết. Dì bán vé số à? Dì bán được không? Dạ ế hả? Dạ. Bán toàn dì mỏng qua ấy. Bán cái sản chứ mấy chục tơ rồi. Dạ bán là mấy chục tơ đi mắc để chầu ngoài. À. Mẹ bỏ đi. À mắc dự hả? Dạ. Mẹ bỏ đi à? Mẹ bỏ đi mới đi tìm ra. Bà giáo lại cho mày ngồi á. Dù đi dọa tài lượng đó. À cha vậy hả? Dạ. Lên 9 tháng là mẹ không bỏ đi lại. À dạ dạ dạ. Cô bị mổ. À dạ rồi hả? Con ghi thì bị tụt ngược nè. Ồ, bị bình luôn hả? Dạ. Ô chào dạ, ghi ở mố địa chỉ cho mố đó. Dạ, kia 879 Tân Phú. Kia 869 nè. 79 Tân Phú. 79 Tân Phú hả? Dạ, ghi tên chi? Dạ, mà sáng, mà tên Việt là tên Túc. À dạ, dạ. Dạ thôi, chiều rồi đi trả số cả chiều hết. Đó. À dạ, đấy có 200 nghìn của anh Khánh ở bên Florida gửi tặng với dì hết. Dạ, dì khó khăn. Dạ, dạ, tôi chúc dì mạnh khỏe, mua may mắn đó. Thôi dì đi cả chiều, chiều đó rồi. Dạ, chào dì nha. Dạ, dạ. Cách tệ số. Yêu ơi, đang đứng đây đợi mấy bác xe thô đạp thì gặp một dì cũng đi lượm vé trái. Dì đi lượm vé trái à dì? Dì lượm được không? Dạ được, được rồi, ngay kiếm 30 đủ sống không? Đủ. Dạ dì ở mô dì? Dạ anh ở dưới chỗ đập đá. Ở đập đá và đạp xe đi quanh lùm rồi hả? Dạ. Chồng con ra làm gì? Em có gia đình. Dạ? Em có gia đình. Ô được à? Bà làm nuôi thân hả? Dạ, nuôi thân của mình. Dạ. Dì năm nay mấy rồi? Dạ, 56 hả? Năm mươi sáu tuổi.
Nhưng vui à. Làm cầu nổi để giúp Di mỏng qua. Dạ Di ơi. Dạ. Có anh Khánh ở bên Florida gửi tặng Di 200.000. Dạ, em xin cảm ơn anh nhiều. Dạ. Làm ăn khó khăn. Chúc Di mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Làm lụa đi làm hàng ngày đó hả? Dạ. Dạ. Làm chắc nuôi mình. Dạ, vất vả. À dạ đúng rồi, cũng có chồng có con thì sao vất vả. Gia đình ba mẹ chú bác anh em đông không Di? Cũng có hả? À dạ Di ở số mấy bến nữa? Đường mắng địa chỉ số mấy? 210 đường đó là đường chi? À Di đập đá là quá đập đá là Nguyễn Sinh Cung à, hả? 210 hả? Di tên chi? Dạ Di Ngọc hả? Dạ. À, ngày mốt đi lượm đi hả? Dạ vất vả. Dạ thôi chúc Di sức khỏe Di hả? Dạ dạ dạ. À. Rất là vất vả. Nhiều cảnh đời. Dạ. Yeah.